cho nó gù một tí thôi. Cái con này á là con chim bẹo nha anh em, chim bẹo hoặc đánh gáo hoặc anh em tập đất đồ chơi được, chứ có con chim này là nó riêng vừa lòng lé nha anh em. Thì tuy nó sợ lòng nó gù vậy á, nhưng mà con chim này nó quèo lập lé là nó chơi đa số là nó bắt bằng nước thúc dặm thôi. Nó gu tầm khoảng cỡ 5-10 hơi á là nó sẽ bắt qua nước thúc dặm, dặm 1, dặm 2, dặm 3. Còn cái đường kéo con chim này mà anh em nào mà vừa chơi lập gáo á thì con chim này nó bắt chim rất là ác. Nó nói chung là rút chim là như con chim Thái vậy nha anh em. Nó thấy con chim từ xe là Nem ba chàng, rồi là nó rút một, dặm một, dặm hai, dặm ba, dặm bốn. Nó làm là tốc độ. Nhưng mà chơi lập cây á, thì quèo trong cây rồi thì nó làm vài hơi không nghĩ là nó sẽ thúc dặm, nhưng mà nó làm rất là nhanh. Nó không có chuông gù. Nó không có chuông gù nha anh em. Còn vì nó để thân thì mình sợ lòng gù nó gù vậy đó.
mình nó gù rất là nhanh. Nó gù liên tục vậy đó. Nói chung là gù tốc độ. Đất thì nó vẫn chịu gù nha anh em, đất thì nó bắt cũng một con thôi. Nhưng mà nó gù rất là cứng. Nhưng mà lồng lé thì nó đặc biệt vừa cái lồng lé thì nó quay hơi đầu thôi là nó sẽ dặm dục thôi, nó không có cứng. Thì mình cũng phải nói kỹ để cho anh em biết của nó. Thì đỡ khoan mình sẽ bỏ cái con cua bổi nổi đồng lúc nãy vào cho nó gu mọc hơi hơi, rồi chủ yếu là mình đang con chim bổi mới lên đang nổi đỡ anh em vừa đi tập chơi lên mồi á, thì rinh chim á thì đỡ mình quay lên cho anh em xem. Thì chủ yếu hôm nay mình quay là quay cái con này. Thì con này là nó là giọng đồng, nó là đồng mọc hậu, đồng mọc hậu. Con chim này thì đặc biệt là lúc bắt ở trên núi Hòn Đen vừa á, thì cái nói chung là nó vô cây là cứ thúc dặm một, thúc dặm một bỏ qua một chân gù, thúc dặm một, dặm một bỏ qua một chân gù. Nói chung là gù từ trên tàn mà nó gù xuống cho tới lòng luôn, cứ vậy nó lên xuống suốt kẻ một buổi vậy nha anh em. Rồi mà bắt được con chim này, vừa nay nuôi đã dập năm rồi, bây giờ nó đã nổi rồi, cũng như là thay lông đồ hết rồi nha anh em. Chỉ giờ là chờ cho nó dè dè thì mấy cái cọng lông măng con đây nè là bắt đầu sang vào trong cái lồng nhữ, làm móc lên móc xuống cho nó quen rồi đi gần gần bắt đầu tập. Thì bây giờ là nó đã chững chạc rồi, sờ lồng thì nó cũng gù như nãy mình sờ với con cu bẹo đó. Thì nó vừa cứng gù, tiếng tốt, nước hay. Nhưng mà con chim này anh em thấy cái độ dài của nó là anh em phải là nửa nó nha anh em. Nó to rồi. Vật nó bự, nó dài. Mà nó đóng một cái bộ cơm là anh em nhìn là nó tràn xuống ở dưới cái ngực luôn. Và đeo mặt của nó là dữ, mắt nhỏ sâu. Thì nó vẫn còn đang ở trong nách á, nó vẫn còn đang còn lông con này nha anh em. Lúc nãy nó vừa cánh lên anh em thấy đó. Đó. Còn con này thì mai mốt mà anh em bỏ vào trong cái lập lá thì mình nghĩ chắc là phải cụm cái lông luôn nha anh em. Đó, đây là cái tổng thể cái thu nữa nè. Con vàng cườm nó này anh em à. To, dài, ngực bự. Bộ cườm thì giống rõ ra, không có nát cườm nè anh em. Dàn cụm lưng nè. Trái điều luôn. Chân cắn thì vững vàng nha anh em. Cái dàn cánh nó thì ôm kín lưng, kín luôn. Chung là vừa cá dặm, thúc dặm mà vừa cứng gu. Thì nói chung con chim nó đã đủ nước rồi.
mình chơi nó kem giác nha anh em, nó có mỡ ớn. Còn nhiều con này trơn quá thì anh em có thể nuôi chơi thì nghe nó rút bổi thì nó hơi trơn, nó sẽ không có được đè tay. Thì con này thì nó có hết 1-2, đề số là 1 nhiều, nhưng mà nó sẽ 1 nó bỏ cái gù liền và nó sẽ thẻ cho gù liền. Còn dàn hậu con chim này thì bắt ở khu vực núi Hoàng Đen đó thì dàn hậu tuyệt vời nha anh em, không suy nghĩ. Thì anh em nào có thổ rồi, cần một con đồng đỡ vừa anh em đi kèm với nhau á, tập rồi từ từ lên đỡ bắt chim thì anh em cứ thấy nó hợp anh em á thì anh em cứ alo cho mình sẽ giao lưu cho anh em, vừa anh em nuôi chơi và đào tạo lên thành mồi. Rồi mình chào anh em nha.